Ngày 18 tháng 6, khu 9 phường Quang Trung tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Đây là đại hội được phường Quang Trung chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các chi bộ còn lại trong toàn Đảng bộ. Nhiệm kỳ qua, chi bộ khu 9 phường Quang Trung đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác. Chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù địa bàn dân cư. Đảng viên trong chi bộ phát huy tốt vai trò gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công. Cùng với tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, cấp ủy chi bộ và đảng viên nghiêm túc quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên như nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ thị số 03-05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chi bộ tăng cường tuyên truyền vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong khu, hưởng ứng chủ đề công tác năm 2017 của thành phố, của phường bằng những hoạt động cụ thể thiết thực. Qua đó góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Hai năm qua, chi bộ đều được công nhận trong sạch vững mạnh và được đảng bộ phường Quang Trung khen thưởng. Tại đại hội, với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận thông qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội tiến hành bầu ban chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến tiếp tục được bầu giữ chức bí thư chi bộ khu.